vậy là mình mua máy luôn nhận sới là nó sẽ già, nó sẽ lời hơn tầm khoảng cỡ vài chục triệu. Dạ đúng rồi, vài chục. Nếu mà anh chị mua riêng á thì nó sẽ mắc hơn đó, mình nên mua chung một combo với lại máy cày này luôn thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, tiết kiệm mấy chục triệu luôn đó. Với lại thêm một cái nữa là đang có cái chương trình cho cái sự trở lại của cái máy mới này á thì sẽ được giảm thêm 30 triệu nữa, cho nên là mình rất là lời khi mà mua được combo thay vì mua lẻ. Xin chào các cô chú anh chị và cả mọi người nha. Hôm nay thì mình đến đại lý Quy Nhơn chính thức của anh Vũ ở cầu Mặt Lung. Đây là như của Văn Thành, phải Văn Thành không ta? Văn Thành Kiên Giang. Thì hôm nay cái đại lý của anh Vũ là có nhập khẩu một số dòng New Holland TT350 nè. Nhưng mà cái này là nó công nghệ mới, cải tiến mới. À, công nghệ mới cái này. Cho đồng nghiệp Việt Nam luôn. Có nghĩa là nó tích hợp giữa TT45 và TT55. Thì lúc trước anh Vũ cũng có dòng là TT45 đúng không? Dạ, có TT45, có TT55, có 350 luôn. Rồi. Cải tiến về cái khoảng cách gầm nè. Đó, rồi bánh xe. Bánh xe cũng lớn hơn luôn. Cơ sở mình ở đây chỉ có cái dòng TT350 này là có một thứ một gì ha. Dạ đúng rồi, đây là 6 chiếc này em vừa nhập từ cảng về. Đó là nhập nguyên chiếc từ Ấn Độ. Mình tham khảo sơ qua đi rồi bây giờ mình sẽ vô cái chi tiết cái con TT350 này cho mọi người cùng tham khảo ha. Trước hết là về đó là cái bánh đi. Rồi. Đây, bánh của nó nè. BKT mà đây cái thông số của nó, cái bánh trước. 9.524. Cái này thì mình nhập nguyên chiếc luôn là. Dạ đúng rồi, từ trong ra ngoài. Từ trong ra ngoài. Đó. Bánh, nó cũng bự là bánh sau. Mấy anh chị cũng thấy ha, là 14.928. Đó, nó cải tiến về cái bánh nè, sức mạnh. Cái này là TT350 nhưng mà mã lực thật sự của nó là tương đương với lại 60 mã lực. Nó 50 là mình chỉ là nó là 50 HP đó, nhưng mà thật ra là nó sức mạnh của nó tới tầm 60 luôn ha. Dạ đúng rồi. Khi mà anh chị mà mình bị lún bị lầy rồi đó là bình thường mình dỡ được cái nắp rồi đó. Dạ được. Những cái dòng máy khác là nó sẽ bị tắt máy. Còn cái thằng này là nó không có tắt máy, nó cứ phục nó bường lên cho anh chị luôn. Đó cho nên là mình bị lún lầy mình cứ yên tâm. Này dòng này là 3 máy. Dạ đúng rồi, 3 máy. 3 máy. Bích tông của nó là 1.04 nha. 1.04. Dạ. Bình thường thì những cái máy khác thì nó bích tông nó là 1.05, 1.04. Cái này 1.04 là ok luôn rồi đó. Này là mình thẳng luôn so với cái đợt trước hả ta? Dạ đúng rồi, bây giờ là nó cải tiến là cầu thẳng luôn anh. Cầu thẳng thì nó sẽ bền hơn cái cầu treo. Nó sẽ bền và nó ok hơn cái cầu treo rất là nhiều. Đó, anh cũng thấy cái khoảng sáng gầm đó. Là nó cao hơn. Cái khung gầm này, cái độ cao này so với mặt đất là nó cỡ khoảng có 4 tấc không ha? Chắc dạ, có 4 tấc quá. 4 tấc anh. Cao này là độ đi lại là hay á. Dạ đúng rồi, mình xuống tại vì cái này là nó cải tiến lại, nó làm lại cho phù hợp với cái địa hình Việt Nam của mình á. Ừ, đùi sau này cũng khá là bự nè. Dạ đúng cũng rồi. Đùi này nó bao nhiêu ly ta? 80. Này đùi khá là lớn ha. Dòng này đùi lớn lắm, đùi lớn so với các dòng kia. Dạ, khổng lồ. Cải tiến lại hết nhìn kiểu giống như nồi đồng cốt thép. Dạ. Rồi nó lên. Dạ, cái này là em đăng ký với nhà nước là 50 mã lực. Nhưng mà mã lực thực sự của nó là 60 mã lực. Đó, và em đăng ký 50 nhưng em sẽ bán giá là 50 luôn. Dạ, dạ đúng rồi. Cái đầu này nó số nó làm sao vậy em? Dạ cái này là 8 tiếng 8 lùi luôn. 8 tiếng 8 lùi. Dạ. Đồng tốc luôn ha. Dạ đúng rồi. Để mình lên tham khảo cho này một chút nha đại gia đình ơi. Rồi luôn. Đây là cái đồng hồ. Bộ phận qua lăng nè. Tiếng lùi nằm đây. Này là rùa thỏ này ra tay ha.
số nằm bên hông, số nằm ngay gang chỗ bên tay phải của mình nè. 1 2 3 4, tới gặp tới. Đằng này tiếng lùi nè. Dạ. Nhìn chậm nè. Rùa thỏ này tay ga ra tay. Dạ. Cái này bình dầu của nó là 60 lít luôn nha. Bình dầu của nó rất là bự. Bình dầu lớn ha, bình dầu nào nằm trên. Dạ, bình dầu nằm trên rất là bự, 60 lít nữa. Là quý chị mua về cái phụ tùng đó mình không có cần phải bận tâm tới, tại vì phụ tùng nó rất là thịnh hành trên thị trường, dễ thay thế, dễ mua luôn, dễ mua dễ thay thế. Dạ. Cửa hàng mình như vậy là cửa hàng mình là nó đối với các phụ tùng phụ kiện cho cái dòng xe này là ok phải không? Dạ có đầy đủ. Cái này không chụp bô của ta, không chụp bô không thấy. Lò gác nước này nó lớn cỡ nó cũng lớn, khá là lớn nè. Nước da nước này có cái mà các nhớt nè. Mắt nhớt á. Mắt nhớt mắt nước. Nó nằm trước cái luôn nè. Này cũng khá là to. Thì có cái dòng New Hoa TT 350 này được cải tiến lại cái cột trước nè. Cột thẳng. Có chiếc nào mình cho nó hoạt động được không? Khởi động lên rồi coi cái độ hoạt động của cái con xe nó như thế nào ha. Một phát một rất là nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ. Nghe cái tiếng rất là dữ luôn ha. Cái xe này cái đầu bánh ở trước khá là bự đó nha mọi người. Bự cao, cái khung gầm nó cao so với cái dòng New Holland trước. Như lần trước là nó thấp, cái khung gầm ở dưới nó thấp so với cái mặt đất á. Còn cái này nó cao. Trọn bộ như chiếc xe này là 1,7 tấn nha mọi người. Là không có tạ đầu. Đủ sức nặng để mà nó ấy rồi. Mình sẽ biết là dòng này nó biến thể từ cái dòng New Holland Ford trước. Khung gầm cao hơn rất là nhiều. Xe này tấn 7 nó nào cũng dễ chơi. Về tới Zalo rồi vô luôn đi. Nãy vô ha. Cái này mui của nó cao không em? Dạ cái này là tại vì nhưng mà khi mà quý anh chị cô bác muốn á thì bên em sẽ lắp thêm cái mui để mà vừa với cái tầm của mình. Dạ. Tại vì bên nước ngoài ở phía sau có cái mục đích nè. Cái dòng mới thì có cái nắp chụp rồi. Cái đùi này, cái đùi này đùi thẳng nè, mà nó bự. Mình thú thật nó bự. Cái chỗ này là cái chỗ để cái bình mà đề đây nè mọi người. Nhưng mà nó thay thế luôn cái tạ đầu á. Đây nè. Cái này thép nó dày á, nó dày tầm khoảng cỡ 2 phân với tàu 2 phân 3 phân ở phía trước nè. Nó thay thế cho cái tàu đầu rất là tốt.
khá là an toàn. Rồi bây giờ thì mình sẵn đây mình đi vô mình tham khảo cái vòng vòng của bên đó anh Vũ anh bán một số vàng sới nữa nè. Đây là vàng Machino. Ê, Machino ô hả? Dạ. Machio 2m2. 2m2 ha. 2m2 phụ bì. Cái loại này là cái vàng xếp hút nha mọi người. Mỗi một cái dĩa gì đó là 4 cái găng phút. Găng này cái bản lớn. Loại vàng này thì nó 2m45 phụ bì. Nhìn khá là đẹp. Ở phía bên trong là nguyên một hàng Machio 2m đều rang luôn. Thứ một. Cái dòng Machio này nó gồm có những thức tắc đâu là gồm có mấy loại gì em? Cái này bên em thì hiện giờ là có 3 loại, 1m65, 1m85 với lại 2m05. Những cái này là nó chạy bằng nhông, nó không có chạy bằng sơn bằng xích. Chạy nhông thì chạy nhông sẽ, ha. Sẽ, dạ, sẽ bền hơn là chạy sơn chạy xích anh. Ở đây, 1 nhông, 2 nhông, 3 nhông. Ở đây 3 nhông. Dạ đúng rồi. 2 nhông bự. Thì nó có các loại mẫu như vậy đó, thì bà con nào mà có cần cái loại nào thì liên hệ qua anh Vũ ha. Số điện thoại của anh Vũ thì mình sẽ để ở trên cái màn hình đó. Là cái dòng này là chỉ là dàn là phúc cấp không, còn là dàn cái phúc. Sò này là kêu là sò đôi nha mọi người, khá là bỡ lớn nha. Nè thân gan mình luôn nè, là U96 này đóng đó, đóng chịu nổi nằm này luôn. Cái vàng này là nhập khẩu nguyên một vàng cưỡi luôn. Cái này là của Ý. Của Ý chầm chầm. Dạ, của Ý chầm chầm. Dạ, nhập khẩu từ Ý. Nếu mà anh chị mua riêng á thì nó sẽ mắc hơn. Đó, mình nên mua chung một combo với lại máy cày này luôn thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, tiết kiệm được tới mấy chục triệu luôn đó. Với lại thêm một cái nữa là đang có cái chương trình cho cái sự trở lại của cái máy mới này á, thì sẽ được giảm thêm 30 triệu nữa, cho nên là mình rất là lời khi mà mua nguyên một combo thay vì mua lẻ. Vậy là mình mua máy luôn dàn sới. Dạ. Là nó sẽ già, nó sẽ lời hơn tầm khoảng cỡ vài chục triệu. Dạ đúng rồi, vài chục. Tại vì nếu mà mua cái dàn không là nó tầm 50 mấy triệu, 40 mấy triệu, 50 mấy triệu. Đó là thêm cái máy cày này nữa, đến mình gộp lại cũng tầm 600. Nhưng mà nếu mà mình mua lẻ nha thì mình tính ấy thì nó cũng tầm 600, nhưng mà mình mua combo thì nó tầm 400 mấy thôi. Dạ. Rồi ai có mà cần thì liên hệ qua số điện thoại của anh Vũ ha, mình nhắc lại ha, nằm thì mình sẽ để ở trên cái màn hình đó. Có gì thì anh Vũ sẽ trao đổi là nó trực tiếp hơn, rõ hơn. Bị hôm nay anh Vũ không có ở đại lý. Dạ không riêng gì máy cày thì bên em còn bán những cái loại máy nông nghiệp để phục vụ cho mình không, mình cho đồng ruộng á, như là bình xịt điện nè, máy nổ, máy xạ, bên em có đủ hết. Đó, khi mà mình bán như vậy mình muốn thay thế thì bên em cũng có đầy đủ phụ tùng để cho mình thay thế luôn. Đó là đồ của công ty và đồ của hãng luôn á. Mitsubishi mà cả những dòng máy của Nhật đó, rất là nhiều giá máy ha. Và có những máy bên em đang có chương trình khuyến mãi giảm giá cuối năm á, để cho bà con mình nhiều cái lựa chọn để mà mua, khi mà mua hàng hơn. Máy cưa. Máy cưa, đây là máy bơm thuyền. Đó, bây giờ con này thấy mới nè. Dạ. Cái này là giống như là mình để dưới mấy cái mương đồ anh. Đó là mình để dưới. Cái này tác dụng nó tưới gãy hả ta? Hay là bơm nước mình xịt mình tưới gì cũng được, mình để dưới cái mương á. Dạ. Rồi mình lôi đi ha. Dạ mình lôi đi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Bơi theo mình vậy đó. Đã ta. Dạ rất là dễ thương, nhìn nó dễ thương. Nhìn gọn giống như chiếc tàu nhỏ vậy nè. Mới thấy. Dạ. Công suất của nó cũng lớn lắm đó nha. Cái này tầm giá nó cỡ nhiêu ta? Dạ cái này tầm giá nó là 3 triệu 8 anh. 3 triệu 8 ha. Dạ 3 triệu 8. Cái này của hiệu nào? Dạ của Mitsuyama của Nhật luôn. Mitsuyama. Dạ hiện giờ bên em đang bán giá là 3 triệu 8.
nhìn rất là độc lạ. Có luôn mấy cái dòng là máy cưa cũng có Mitsu luôn, Mitsu Yamaha luôn. Ở đây đa số là anh chủ là bán cái của dòng Mitsu Yamaha không ha? Dạ, bên em là phân phối độc quyền của Mitsu Yamaha.